Chiều ngày 3 tháng 7, Ban chỉ đạo hè phường Trần Thành Ngọ tổ chức chương trình truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình, tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn cho vị thành niên, thanh niên. Chương trình được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức cho các bạn trẻ về tầm quan trọng của chăm sóc sức khỏe sinh sản. Thông qua buổi truyền thông, các chuyên gia y tế đã cung cấp những thông tin cần thiết về việc phân biệt tình yêu tình bạn khác giới, các biện pháp kế hoạch hóa gia đình, tầm quan trọng của việc tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân buổi truyền thông còn nhấn mạnh vai trò của giáo dục và nhận thức đúng đắn trong việc bảo vệ sức khỏe sinh sản, giúp các bạn trẻ hiểu rõ hơn về cơ thể mình và biết cách chăm sóc bản thân một cách khoa học và hiệu quả. Các em thanh thiếu niên đã tích cực tham gia, thảo luận và đặt nhiều câu hỏi, tạo nên không khí sôi nổi cho buổi truyền thông.